tối tôn tối thắng, tối thượng tối diệu, có thể hàng phục tất cả, chẳng bị tất cả hàng phục. Vì cớ sao? Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, có thể trừ tất cả pháp ác bất thiện, thu nhiếp tất cả thiện pháp thù thắng. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: đúng vậy, đúng vậy, đúng như ông đã nói. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều nhân nơi đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế mà chứng được vô thượng chánh đẳng bồ đề, quay bánh xe pháp vi diệu độ vô lượng chúng. Vì nương nhờ đại thần chú vương Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hoặc 4 niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, định pháp trụ pháp, bất tư nghỉ giới, hoặc 4 thánh đế, hoặc 5 nhãn, 6 thần thông, hoặc quả dự lưu cho đến quả A-la-hán, hoặc độc giác bồ đề, hoặc các hạnh đại bồ tát, hoặc vô thượng chánh đẳng bồ đề Phật, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nhờ nương vào đại bồ tát nên thế gian mới có 10 thiện nghiệp đạo cho đến trí nhất thiết tướng. Ví như nương vào mặt trăng tròn đầy nên các ngôi sao đều được thêm ánh sáng. Cũng vậy, nhờ nương vào các đại bồ tát nên 10 thiện nghiệp đạo cho đến trí nhất thiết tướng mới được hiển rõ. Như khi các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác chưa ra đời, chỉ có đại bồ tát là có đầy đủ các môn phương tiện thiện xảo, vì các hữu tình mà tuyên nói tất cả pháp thế gian, suốt thế gian không sai trái. Các phương tiện thiện xảo của đại bồ tát đều được sanh trưởng từ Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Các đại bồ tát thành tựu sức phương tiện thiện xảo nên hay hành bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hay hành nội không cho đến vô tánh tự tánh không, hay hành bốn niệm trụ cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Các đại bồ tát này chẳng chứng thanh văn và bậc độc giác, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, thu nhiếp đầy đủ thọ lượng viên mãn, cõi Phật viên mãn, quyến thuộc viên mãn, vật chất viên mãn, sắc lực viên mãn, cho đến chứng được trí nhất thiết tướng, là đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa mà được thành thục. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì sẽ thành tựu được công đức thù thắng trong hiện tại vị lai. Khi ấy trời Đế Thích liền bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thành tựu công đức thù thắng trong hiện tại và vị lai như thế nào? Phật dạy: này Kiều Thi Ca, nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này hiện tại chẳng bị độc dược làm hại, chẳng bị đao binh làm thương tổn, chẳng bị lửa đốt cháy, chẳng bị nước cuốn chìm, cho đến chẳng bị 404 bệnh làm chết yểu, ngoại trừ định nghiệp đời trước nên hiện tại phải chịu. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu gặp phải việc quan, quán tặc, ép ngặt mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì khi ấy quyết chẳng bị khiển phạt gia hại. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì pháp uy đức thế lực của Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khiến cho như vậy. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu muốn đến các chỗ của quốc vương, vương tử, đại thần mà trí tâm tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì quyết được vua vui mừng hỏi han, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì cớ sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường phát khởi lòng từ bi hỷ xả đối với các hữu tình. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này thường được thành tựu các loại công đức hiện tại như thế. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa đây trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh tấn siêng năng tu học, suy nghĩ đúng lý, biên chép giải nói, truyền bá cùng khắp, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân này sanh bất cứ nơi nào cũng không bao giờ xa lìa 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 vô sắc định,